Miracle Wands, đôi đũa thần kỳ, là một dụng cụ y khoa đa dụng với công hiệu tuyệt vời. Loại sản phẩm đầu tiên này được đưa vào thị trường thế giới y khoa và thẩm mỹ để làm thay đổi hoàn toàn quan điểm của chúng ta về các loại mỹ phẩm, dược phẩm cũng như những phương pháp trị liệu khác. Đôi đũa thần kỳ không chỉ giới hạn trong sự chữa trị khuyết tật như nếp nhăn, nang dưới con mắt và các chỗ thịt sưng mọng, mà còn có thể dùng để trị liệu bệnh đau nhức và làm gia tăng sự lưu thông tuần hoàn máu. Nếu bạn bị dị ứng như viêm xoan, nhức đầu, những chứng đau nhức thấp khớp, các triệu chứng mất ngủ hoặc thậm chí sự bần thần mệt mỏi trong các cuộc hành trình đi trên máy bay, thì Miracle Wands sẽ là một dụng cụ y khoa hoàn hảo nhất có thể giúp bạn xoa dịu những cơn nhức đầu và mệt mỏi này. Miracle Wands đôi đũa thần kỳ được chế ra từ một loại đá quý khai thác trong lòng đất ở tiểu bang Queensland, Australia. Thời xa xưa, người Trung Hoa tin rằng loại thạch anh là một thứ đá nhiệm màu, là loại đá may mắn và hội tụ các năng lượng giúp tăng cường nguồn sinh lực trong cơ thể, cân bằng được âm dương và giúp phục hồi sinh lực. 2 năm nghiên cứu về sinh học, địa chất, sự hồi sinh, năng lực và chữa trị các tế bào đã được thực hiện với các bộ thuộc Queensland và các khoa học gia, những y sư châm cứu và bấm huyệt nổi tiếng, chuyên viên năng lượng và những giới chuyên khoa phong thủy. Loại đá quý này được xác nhận là có đặc tính giữ và tỏa nhiệt khác với bất kỳ vật liệu nào khác, khiến cho nó có khả năng chữa bệnh. Miracle Wands, nó giúp tăng cường tuần hoàn lưu chuyển máu và sẽ đẩy mạnh sự phát triển tế bào hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Bằng việc tăng lượng máu lưu thông trong cơ thể, sẽ đẩy mạnh sự phát triển tế bào, giúp chiến đấu với các vi khuẩn. Làn da của bạn cũng được hưởng lợi từ việc trị liệu này làm mịn màng da mặt. Miracle Wands cũng được sử dụng khi bạn phải đau khổ, khó chịu, đổ mồ hôi hay mùi cơ thể, da bị nắng nám, cháy hay mụn bọc, mụn trứng cá. Sử dụng đều đặn Miracle Wands trong vòng 1 tuần, các thanh thiếu niên sẽ thấy mụn của họ biến mất. Đôi đũa thần kỳ cũng có thể giúp thông xoan, dị ứng mũi, giúp cho bạn thở dễ dàng hơn. Nó còn giúp cho những vấn đề về mắt và làm tiêu mỡ dưới da, rất tốt để làm sạch cườm và tăng thị lực, điều hòa tuyến giáp trạng và tuyến ức. Đôi đũa thần kỳ còn được dùng để tạo sự cân bằng các nguồn năng lượng quan trọng trong cơ thể. Khi được trà sát trên bất kỳ vùng nào của cơ thể, nó giúp cho bạn tận hưởng sự thư giãn, giải tỏa những căng thẳng, dồn nén, tránh mệt mỏi. Đôi đũa thần kỳ đã được sáng tạo để nắn bóp vào những huyệt đạo trên cơ thể nhằm chữa bệnh và gia tăng lưu chuyển tuần hoàn máu theo phương cách trị liệu bằng nhiệt. Vào năm 1997, Viện Y tế Quốc gia Australia đã công bố sự đồng thuận đối với hiệu quả của việc áp dụng nhiệt lượng vào những huyệt đạo và hệ thần kinh trong việc chữa trị đau sau khi mổ răng và sau giải phẫu điều trị buồn nôn và ói mửa. Đôi đũa thần kỳ có đủ tác động của những phương pháp y học cổ truyền, y khoa truyền thống khác, bao gồm thoa bóp thần kinh và những huyệt đạo nhưng không xâm hại vào bên trong cơ thể. Kính chào quý khán thính giả và quý vị theo dõi chương trình giới thiệu thương vụ và dịch vụ của Đài Việt Face TV. Như thường lệ, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh tiếp chuyện với cô Lindy Ngũ, đại diện cho trung tâm đôi đũa thần kỳ, tức là Miracle Wands. Và ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu đến quý vị những điều mới lạ trong thời gian gần đây nhất mà cô đã thực hiện cho tất cả những người bị đau, bị những cái chứng bệnh nan y lâu năm. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình này. Nhưng trước hết xin mời chị Lindy Ngũ giới thiệu, gửi lời chào quý khán giả. Cảm ơn chị. Lindy Ngũ xin kính gửi lời chào đến tất cả quý vị trên toàn thế giới. Và Lindy Ngũ xin mến gửi lời chào đến chị Thanh Thảo. Chị khỏe không? Càng ngày nhìn càng đẹp lắm nha. Dạ, cảm ơn chị. Chúng ta đang nói về đôi đũa thần kỳ. Mấy lần trước Thanh Thảo hỏi chuyện chị thì thấy là mỗi một lần chị đi một nơi, chị lại có một số người, người ta cảm ơn vì chị đã đem đôi đũa thần kỳ và những cái công dụng của nó đến cho người ta. Vì nhiều người họ chữa nhiều cách mà không trị được dứt bệnh, hoặc là không trị được bệnh nan y, hoặc là bệnh đau mỏi cổ vai, hoặc là đau hệ thần kinh. Trong chuyến vừa rồi, sau lần chúng ta nói chuyện, hình như là chị có sang Canada. Xin chị cho biết sơ là chị đi đâu và do đâu mà chị đến đó. Dạ, thật sự là thì Lindy cũng rất là vui khi mà tiếp chuyện với chị cũng giống như quý vị trên toàn thế giới để nói về cái đôi đũa thần kỳ. Đúng ra là ngày hôm nay Lindy phải có mặt ở bên Úc lận. Chuyến đi gia đình Lindy cũng như các cháu qua bên này, và cái chuyến đi sắp xếp là đi về Úc có mẹ. Nhưng mà Lindy nhận được cú phone của một người bệnh rất là nặng ở bên Canada, thành ra Lindy nhận lời để mà qua bển. Thật sự ra là cứ mỗi một chuyến đi như vậy thì tốn kém rất là nhiều, nhưng mà cái niềm vui lớn lao của mình là thấy được cái người bệnh họ hết bệnh.
thì Lindy cũng giống như ông xã đưa đi qua bên Canada, Toronto và Montreal. Thì ở trong cái ở tại Montreal thì ông xã Lindy cũng có trị bệnh cho một nhà khoa học gia, anh Hải, thì ông bị có mấy cái chứng bệnh rất là trầm trọng. Ảnh là người khoa học gia và cũng là người mà rất là nổi tiếng và cũng như dạy trong trường đại học về những cái y tế cho sức khỏe. À, hình như chị có nói là cái người họ chuyên gia nghiên cứu để mà chế tạo phổi nhân tạo. Dạ, dạ thưa Vân. Thì ông này thì ổng bị về cái chứng bệnh giống như là bị cái lỗ tai của ổng không có nghe, phải đeo máy nghe cũng 2 năm mấy nay rồi. Rồi cái chứng bệnh thứ gì của ổng là cái hệ thần kinh, nguyên cái hệ thần kinh ngay cổ của ổng cứng rất là đau, đau nó tê, làm tê buốt ở dưới ngay hai cái bờ vai ổng xuống cái bàn tay luôn. Thì khi được tiếp xúc với Đu Đủ Thần Kỳ cũng giống như ông xã Lindy có mặt ở đó, thì ông xã Lindy đã trị bệnh cho ông ta, thì chỉ có trong vòng có không đến 30 phút thôi thì cái lỗ tai của ông ta nghe hoàn toàn, nghe rõ ràng lắm, không cần máy nghe nữa. Thì ngày hôm sau thì ổng có nói chuyện trong phone với lại Lindy, cũng giống như là trong cái phái đoàn này ổng cảm ơn, ổng cảm động rất là nhiều. Khi mà nói chuyện phone ổng cũng không có cần đeo lỗ tai nữa, chị không có cần đeo máy nữa, máy trợ thính. Dạ, đeo máy trợ thính nữa. Thì đó là một cái niềm vui rất lớn đau cho Lindy. Bác ơi, bác cho biết tên của bác tên gì vậy? Tôi tên Trần Cọ, 95 tuổi là tuổi vua, còn tuổi ông là 96 tuổi, sinh năm 1917. Họ dữ à. Bác ơi, bây giờ cháu thấy bác sung quá. Hồi nãy bác vô là bác nói cái tay bác dở không được. Một tí xíu á là cháu thấy bác đưa hai cái tay lên, cháu tưởng là mà là bác là giống như là đứng lên sung phong đó. Bác cho cháu biết về cái sau khi mà sử dụng cái đôi đủ thần kỳ, cháu biết là bác vô có mới có vài phút thôi. Thì một hồi cháu thấy bác sung quá, bác có thể nào chia sẻ cho tất cả bà con biết là sau khi sử dụng đôi đủ thần kỳ đang mang đến cho bác sức khỏe như thế nào? Kính thưa tất cả quý vị có mặt ở hôm nay, cái đu đủ thần kỳ rất là hiệu nghiệm, cái đó là đúng sự thật. Bởi vì tôi là nó bị bại cái tay bên trái, tôi gió không có lên đó. Mỗi một khi muốn gió lên thì cái tay bên trên mặt phải đỏ tới theo. Nhưng mà vô đây đu đủ thần kỳ có cái cô cháu đây nằm ở trong cái công ty của đu đủ thần kỳ đấy, làm giúp cho tôi trong vòng có 15 phút rồi. Thì tôi thấy y như là thần tiên thật. Tôi dối lên, bây giờ tôi làm cho đó cho tất cả đồng bào ở đây thấy nè. Quánh gió cũng được, nữa là khác. Thấy chưa? Đó là quá là thần kỳ. Tôi nói đây cho tất cả đây. Bà con cô bác ở đây là cũng cái bề trên á. Mình có tin á, thì để mình tự trị với mình. Đó là có ông bác sĩ trong nhà mình cho suốt cuộc đời mình. Cái đó là quý vô cùng, không có gì bằng hết. Tôi xin cảm ơn cái người mà phát minh ra thật là tài, mà lại rất là may mắn là người của Việt Nam nữa. Cho Việt Nam mình đó quá thật là may mắn. Trong cái núi nó có cái mây, vì có cái gì á gọi là cầu sáng đó, cho nên đó cái cô này cũng từ Việt Nam mà mới đi qua ở bên đây thành người Việt Nam mới trổ tài cho cả thế giới đều thấy, rất là may. Vì mình là con rồng trống tiêu mà, thì nó quá là rồng tiêu, cho nên bây giờ nó đổ thật kỳ là đúng rồi. Dạ ok, bây giờ con hỏi chú Văn nha. Thì như nãy giờ là con cũng như giúp cho chú là cũng là gần cả tiếng đồng hồ, tại vì chú bị nhiều bệnh quá. Thì chú có thể chia sẻ cho tất cả mọi người bằng sự thật là cái đủ thần kỳ này có giúp được cho chú như là những cái gì mà chú đã mắc phải đó, thì bây giờ nó như thế nào thì chú cho biết ý kiến luôn nha chú nha. Rồi bây giờ tôi xin chia sẻ với quý bà con, nếu có coi được cái đoạn video này, trước khi tôi bước vô đây đó thì cái tay của tôi đã bị tê và cặp mắt hơi mờ, đầu nặng. Nhưng mà sau 30 từ giờ cũng là trên 30 phút trên 30 phút dạ. Làm rồi dạ. Thì bây giờ đó tôi cảm thấy đó là cái tay đó nó hết tê, con mắt nó sáng hơn, và đồng thời mũi đó nó ngừng, nó không có còn chảy nữa.
đây là sự chia sẻ với quý bà con, chứ không phải là quảng cáo nha. Số phone của tôi thì 714 539 4291. Dạ, nếu mà bà con muốn gì đó thì cứ hỏi, tôi sẽ giới thiệu đến đây gặp chú Hùng thì biết tất cả. Dạ, con cảm ơn chú. Đó là những cái lời thành thật của chú đó. Chia sẻ này cũng giúp cho những người mà có những cái, thí dụ như là những cái bệnh mà thí dụ như là bác sĩ cho thuốc uống mà nó không có giảm được đó. Thì cái này nó không có phải là nói là thần kỳ cái gì, nhưng mà nó giúp cho mình lưu thông máu huyết. Thì lưu thông máu huyết thì khi mà nó máu huyết mình nó lưu thông thì nó sẽ kéo lại những cái hệ thần kinh nào mà bị hư hại, thì chú sẽ thấy cái kết quả liền tức khắc. Thì cũng như cháu nói với chú là từ lúc đầu thì cũng như cháu muốn chụp lại cái ảnh hình mà hồi chú bước vô thì cho tới bây giờ thì con thật sự là con sẽ cho chú coi lại là cái gương mặt và của chú nó sáng lại như thế nào, mà nó khác như thế nào nha chú nha. Rồi con cũng thành thật cảm ơn chú nhiều. Rồi chú cũng giới thiệu với tất cả mọi người, những người mà đã có bệnh như tôi và những bệnh mà tôi không biết được đó, thì đến đây mình thử qua đi rồi mới biết được. Dạ. Đó. Chứ còn bây giờ đó nói đó thì không ai tin. Dạ. Nhưng mà đến đây để mà thử, để mà thí nghiệm những cái kết quả như thế nào, lúc đó chính mình mới làm việc. Rồi, con cảm ơn chú. Dạ, năm mới chúc chú nhiều may mắn. Dạ. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn mua đôi đũa thần kỳ thì xin quý vị mua như sau, xin chị giới thiệu. Dạ thưa Vân, thì quý vị có thể lên online đôi đũa thần kỳ .com hoặc là có thể liên lạc với văn phòng của Lindy là cái số điện thoại ở tại bên Mỹ là 7144863181. Quý vị có thể thấy ở trên cái màn ảnh nữa. Hoặc là hiện tại bây giờ thì đôi đũa thần kỳ cũng có một vài cái đại lý ở các nơi, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà có ý để mà giúp Lindy cũng giống như đôi đũa thần kỳ, và nhất là tất cả những bà con nào mà bệnh ở tại địa phương của quý vị, thì quý vị có thể trở thành đại lý của đôi đũa thần kỳ để mà giúp đôi đũa thần kỳ cũng giống như giúp tất cả bệnh nhân ở tại địa phương của quý vị. Rất là cảm ơn chị Lindy. Trước khi chương trình ngày hôm nay, Thanh Thảo xin hỏi chị là trong thời gian chị khám phá ra, rồi chị xin được bằng sáng chế, rồi chị đem đôi đũa thần kỳ đến nhiều nơi, đến với nhiều người bệnh, và những người bây giờ người ta tin vào khả năng và công dụng của đôi đũa này, điều gì làm cho chị vui nhất? Cái niềm vui gần đây là tự cái đôi đũa thần kỳ đã chứng minh được cái khả năng và cái điều kỳ diệu của nó. Khi mà nhìn vào cái cục đá thì phải nói là làm cho người ta ngờ ngợ, tại sao mà hai cục đá như vậy mà có thể trị bệnh được. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì Lindy rất là vui. Cái niềm vui lớn lao ở gần đây là Lindy không có cần phải nói lên công dụng của nó nhiều, mà tự cái đôi đũa nó chứng minh được và nhất là chứng minh cái khả năng mà của cái công dụng của đôi đũa thần kỳ tại mỗi cuộc hội thảo, hoặc là trước mỗi một bệnh nhân, cái đôi đũa thần kỳ đều chứng minh được cái khả năng của nó, nhất là không phải riêng cho cộng đồng của người Việt Nam của mình mà ở tại cộng đồng của người Mỹ. Chính Lindy là người đã cứu mấy trường hợp ở trên máy bay. Và cái trường hợp mà làm cho Lindy rất là vui là một người mà tiếp viên ở trên hàng không của hãng American Airlines, thì cái ông này ông bị cái bệnh sinus, bị nụi mũi rất là nặng, mà ông không có thở được, mà ông phải đi phục vụ cho từng hành khách như vậy. Thì Lindy mới offer ổng, rồi Lindy mới lấy ở trong giỏ Lindy lúc nào cũng có 4 cây, thì Lindy lấy ra chị cho ổng. Thì khi mà chị cho ổng trong vòng có 5 phút, ổng nắm tay Lindy, ổng dẫn tới từng hàng ghế một, ổng giới thiệu cho từng người, nói đây, this is my best doctor. Rồi cái xong sau đó thì ổng cho Lindy phải nói là mấy chục chai rượu nhỏ mà ổng gom trên máy bay á. Thì nói chung có rất là nhiều cái kỷ niệm mà cho đến ngày hôm nay Lindy cũng cảm thấy rất là tự tin, và tự tin không phải cho riêng chính Lindy không, mà tự tin do cái khả năng của cái đôi đũa thần kỳ mà thuyết phục được từng căn bệnh và từng cái sắc tộc khác nhau. Rất là cảm ơn chị Lindy với câu chuyện thật là dễ thương và đáng nhớ này. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn mua đôi đũa thần kỳ, xin quý vị đọc số điện thoại và địa chỉ của trang mạng của đôi đũa thần kỳ trên màn ảnh, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục đón theo dõi chương trình giới thiệu thương vụ và dịch vụ của Đài Việt Face TV với cô Lindy Ngũ sẽ trở lại quý vị trong kỳ tới.